Không để được, hôm nay cửa hàng họ mở. Thế thôi cứ đi từ xe đi xong rồi vào vào mới sống. Vợ có đứng ở đây không? Thế thì để trong bây giờ người ta đỗ hết xe rồi các bạn, nên phải lùi vào vướng con Wigo sau rồi, không biết nó đã đi chưa chứ bây giờ không phải, nó đang đỗ lại chờ khách. Em vào Cang Cang Nam nhưng mà đang chờ để xe vào bãi. Mình có còn lâu không? Cũng khoảng 2-3 tiếng. 1 tiếng thôi. Ở tầm 1 tiếng. Để đây luôn này. Để tôi vào đây. Không làm đến 2-3 tiếng đâu, lần trước còn muộn thì mới 2-3 tiếng. Ok. Ok, đến nơi rồi. Cái bàn huyền thoại này hôm nọ vẫn ngồi. Cốc mới sao? Không, mẫu mới. Tôi cốc là chắc chắn là cốc mới rồi. Lên tầng 3 rồi chị. Tầng 3 em mời chị Quỳnh Anh nhé. Mình đang lên ngoài trước em ạ. Anh nhắn chịu qua một việc. Vâng. Đón khách. Không ạ, không cần nữa. Lúc nào chọn màu thì gọi cho. Chọn luôn gì?
Mà chọn luôn bây giờ hay tí nữa chị? Tí nữa bắt đầu làm thì sao màu bây giờ mới đẹp. Thế thì lúc nào chọn màu được gọi chồng. Em ra ngoài chờ chứ. A few moments later. Xong rồi em. Có xem. Xinh rồi. Sao ở trên nó nhạt hơn ở dưới? Nhưng mà em thấy nó không đều. Môi dưới nó kiểu thề đề ra ấy. Và môi trên trông nó mỏng quạch, nhất là cái đầu môi này này. Đầu môi này nó... Đầu đấy thì mình sẽ không đi đậm đâu ạ. Đầu môi này em thấy nó không bằng hai bên này. Nhưng em thấy nó ghi là sau 2 đến 3 tháng nó mới ổn định màu. Đúng rồi ạ. Mà trước khi khử thâm đã trò 3 tháng rồi. Vâng. Thế tính ra mà được một cái môi hoàn chỉnh phải 6 tháng. Vâng. Lâu như thế cơ. Tại vì khử thâm thì mình để cho nó hết thâm thì mình lên màu rồi. Thì em cứ để về cho nó bong hết ra ấy. Xong rồi nếu mà có vấn đề gì cứ nhắn tin vào Zalo nhá. Để em về em xem nó. Vâng. Đấy lúc nó bong hết ra xem nó thế nào. Nhưng mà nếu mà thực sự mà nhìn màu này thì em không ưng. Là vẫn nhạt hay sao? Không phải nhạt mà nó không đều. Mua trên thì cứ để trên thì mình sẽ đi lấy nhạt hơn. Đây càng hỏng. Cái lòng hơn nhá. Chị phun là nhà chị khác đúng không? À, chị này là chị khác à? Cứ để về cho nó bong, cứ để về nó bong nhé. Chị ạ. Chị ạ, em hỏi là nếu mà ví dụ mình không ưng, mình có thể làm lại được không? Đó, mình có thể quay lại bảo hành tiếp được nhé. À vâng. Bởi vì đợt trước cũng làm lông mày rồi, nhưng mà lông mày thực sự là em cũng không ưng. Lông mày ở đây ạ? Lông mày ở đây, lông mày này đợt đấy là 2 năm rồi, cũng làm 2 năm rồi. Trước ạ? Hình như là khoảng 2 năm trước. Nhưng mà đợt đấy là còn bị bên to bên bé cơ. Vâng, còn bây giờ thì lại môi đậm môi nhạt. Mình cứ để nó bong. Đấy, thì thôi cứ để bong đi. Nhưng mà em nghĩ là bong ra thì nó vẫn theo cái form này thôi. Nhưng mà nó sẽ màu nó khác khác một tí. Nếu mà có gì mà không ưng em sẽ qua tiếp. Vâng, rồi. Em cảm ơn nhé. Vâng, em xin phép. Vâng. Tối om luôn, ngồi trên đấy á, không biết là tối tiếp như nào. 5 giờ là họ nghỉ rồi. Về một bên. Lâu quá anh ạ. Vâng, xong xong rồi anh.
cam hành trình. Cam đi quay được, quay vâng vâng. Cái này còn nói được không anh? Không. Vâng vâng. Em cản, em xin nhá, em về. Bảo vệ.